với trí thông minh và sự nhạy bén, Tống Thế Kiệt liên tục phá những vụ án ly kỳ. Thế nhưng, chốn con đường đầy nghiệt ngã, vị trạng sư tài ba Trung Hoa sẽ giữ được lương tâm của mình. Ngươi là quân tử, ngươi chỉ là một thằng trạng sư thấy tiền sáng mắt thôi. Quỳnh không cần nói gì nữa, lương tâm của Quỳnh bị chó ăn mất rồi. Ta về đây là để trả thù. Chỉ vì hắn mà ta bị mọi người xa lánh, hắn cướp hết những gì đã thuộc về ta. Trong vòng 10 năm, bất luận là ai thua đều không được làm trạng sư, không được bước vào công đường nửa bước. Đón xem Tân Trạng Sư Tống Thế Kiệt phát sóng vào 18 giờ, phát lại lúc 8 giờ và 14 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 4 tháng 12 trên HTVC Phim.